yêu là chỗ đó đó, chịu đựng hết á. Cưng có mấy mối tình rồi? Dạ con sẽ có là một mối tình. Một mối tình trước quân ngũ hay là khi vào quân ngũ? Dạ vào quân ngũ thôi. Vào quân ngũ mới có. Là được mấy năm? Dạ con được 1 năm rưỡi. Chia tay lâu chưa? Dạ con chia tay chắc được 3 năm rồi. Lý do con chia tay vậy? Dạ tại vì trong môi trường đặc thù nên con không quan tâm chăm sóc được, cho nên là mọi người mọi ngã. Con không có thời gian chăm sóc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Con nghe vậy con thấy sao? Dạ thì bình thường thì quân đội cũng hay không có thời gian. Tự bản thân mình cố gắng, cả hai bên cùng cố gắng thôi ạ. Khi mình xác định là mình đã yêu bộ đội là mình phải hiểu được cái điều đó, điều đó điều cơ bản đó. Dạ. Đó, không thể nào có những thời gian như người bình thường được đúng không? Dạ đúng. Vậy là con yên tâm, bạn hiểu rồi, bạn mới đến đây gặp con nè. Nha. Sao? Qua đây coi nhà gái tôi chứ sao? Trai tôi cũng đẹp trai lắm mà. Ủa tôi có chê đâu, tôi chê hồi nào vậy? Để đi coi đi ơi. Dạ cho chú. 22 tuổi đó. Trời, dễ thương quá. Con nói về tình yêu của mình cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì con cũng trải qua cũng một mối tình thôi ạ. Một mối, bao lâu? Dạ 1 năm. 1 năm. Quen hồi năm 3 đại học ạ. Mối tình đầu ha? Dạ mối tình đầu. À vậy con còn trẻ quá mà. Chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay được 1 năm rồi. Năm rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Bạn đó phải cao hơn con xíu, tại con cũng hơi cao rồi. Con cao nhiêu? 1m65. Sao mấy con? Con 68. 68 cao hơn được 3 phân. Cũng có cao hơn. Rồi con thích đàn ông sao nữa? Vũ phu. Vũ phu. Dạ gia trưởng nữa. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng. Đó bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Không có ho, không gì ho trên bình thường. Tao đáp ứng nhu cầu bình thường, không có gì ho trên á. Thằng trai tao có quyền tự tin điều đó. Ủa tôi ho gì vui mừng được không? Ủa mắc cười quá, vui mừng mà ho. Ủa nhiều khi vui mừng sặc nước miếng cũng ho à, ngộ lắm. Lạ vậy trời. Ủa chưa có cái cảm xúc đó ư? Thằng trai tôi dễ thương lắm, dễ cưng lắm á. Ừ. Con hình dung về cái mẫu bạn gái của con á, ở bên hàng rào bên đây nè, cái cô bạn này nè, cổ là người như thế nào? Dạ. Mời anh trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên tôi xin được phép là chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Em tên là Nguyễn Quốc Tấn, năm nay 24 tuổi, hiện đang công tác tại trung đoàn 31, sư đoàn 309 quân khu 4, bỏ quân đoàn 4. Em đến từ Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Tấn ơi, sao ngồi bên đây mà nghe Tấn thở hổn hển bên đó vậy? Anh Linh có làm gì Tấn không? Hả? Chắc Tấn đi từ Đà Lạt đây đi bộ tới đây mệt thở. Vậy hả? Sao thấy mà nhịp thở gấp gáp quá vậy trời? Nói chung là lần đầu tiên tiếp xúc với đông người này Tấn không có quen đúng không vậy Tấn? Vậy hả? Tấn bị hồi hộp đúng không? Ừ. Rồi bây giờ mình nè, giờ bên nhà gái mình nè, dạng dĩ lên cả có hồi hộp không nè? Dạ có. Có hả? Rồi thôi cưng tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Hiền Linh, anh Minh Cảnh và toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Ngọc Trâm, năm nay con 22 tuổi, hiện tại con đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Con sống ở Bình Dương? Dạ. Trời ơi, nhỏ quá, một đứa 22, đứa 24. Trẻ măng luôn vậy đó. Bên đó thì thở quá, thở bên đây bẻ muốn loại cái tay luôn nè, cũng hồi hộp lắm rồi. Nói chung hai đứa nhỏ nó cũng đang lo lắng ha. Bây giờ nói chung mình thở là thoải mái lên nào Tấn ha. Tấn có những cái ưu điểm gì, giới thiệu mọi người nghe đi. Dạ con thì có khá nhiều ưu điểm, nhưng mà con nghĩ là một từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là một quân nhân. Quân nhân hả? Dạ, nó tóm gọn được ưu điểm của con về phẩm chất đạo đức và chính trị của con là đã được kiểm duyệt. Sức khỏe của con thì cũng đã được quân đội là rèn luyện qua. Con cũng không hút thuốc, uống rượu. Tất nhiên là một người quân nhân thì phải có những cái tài lẻ nhất định, như con cũng thích hát, chơi các loại nhạc cụ. Con cũng biết chụp hình. Thể thao cũng tốt nữa ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không Tấn? Dạ con cũng có tương đối nhiều khuyết điểm. Ví dụ? Ví dụ như là con bị nhát nhái. Nhát nhái. Nhát gái. Cái đó không phải khuyết điểm. Cái đó dễ thương á. Nhiều cô gái mới thấy mấy con... nhà đại nhát gái là cổ còn khoái nữa. Gặp mấy bạn nữ con hay bị... Bị rung hả? Chưa gặp mà rung vậy rồi. Khuyết điểm nhát gái vậy thôi. Còn ưu điểm là quân nhân. Tôi nói thiệt luôn nha, nãy giờ đàn gái nè, tôi với bạn gái bên đây là không nghe một cái gì luôn á. Coi như là hai người ngóng ngóng qua bên kia mà thực sự mà nói muốn gãy cái ghế luôn á. Té ghế luôn mà không nghe được. Ừ. Bên đây là ưu điểm là quân nhân. Quân nhân có đầy đủ những ưu điểm, những cái phẩm chất. Đó là kiên cường, bất khuất ha. Kỷ cương rồi kiên định rồi nói chung là đầy đủ hết trơn á. Không phải lo gì hết, không uống thuốc, không uống rượu gì hết luôn. Coi như là toàn ưu điểm thôi phải không? Ưu điểm không? Không có khuyết điểm luôn đúng không? Có khuyết điểm là nhát gái thôi.
Hơi nhát gái thôi. Ừ. Rồi bên phe ta, con nói lớn lên cho dạ, con. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, dễ bắt chuyện. Ngoài ra thì con chuyên ngành là tiểu học á. Con biết mỗi thứ một chút như là hát, nấu ăn, múa, thêu, đánh đàn con cũng biết. Nhưng mà mỗi là công dung ngôn hạnh đủ cả. Nhưng mà mỗi thứ con biết chút, không giỏi. Thôi vậy là quá nhiều rồi. Dạ. Thực sự trong cái thời điểm hiện đại này thì những người phụ nữ mà biết tất cả những cái mà như con vừa nói á là cũng không có nhiều đâu nha. Dạ. Ngoài ra thì con có khuyết điểm gì không? Dạ, xấu ăn xấu ngủ. Ủa xấu ăn xấu ngủ là sao? Dạ, xấu ăn có nghĩa là con thì thường hay bỏ cử, nhưng mà ăn thì ăn lắc nhắc hết chút. Xấu ngủ là mỗi lần con ngủ thì con hơi ghét, con đạp người ghê lắm. Ba mẹ con không ai dám ngủ con á. Tức là trong giấc mơ á, là con mơ rồi con mới đạp, hay là con không mộng mị gì con vẫn đạp như thường? Dạ đúng, tại vì con hay ngủ với gối ôm. Thì con gối ôm là đâu phải người đâu, nên con đạp riết con quen luôn. Vậy là mệt rồi đó. Tấn nữa mai mốt về ngủ là bị đạp dữ lắm á. Thôi không sao đó, dễ thương mà. Chào cưng. Chào cô. Nghe sợ không? Tối ngủ đạp văng xuống đất. Không sao cô, con sợ thôi nhưng con cũng khỏe. Con cũng khỏe, con chịu được đúng không? Cưng ghê không? Đó, bởi vì chú bộ đội đáng yêu là chỗ đó đó, chịu đựng hết á. Cưng có mấy mối tình rồi? Dạ, con sẽ coi là một mối tình. Một mối tình trước quân ngũ hay là khi vào quân ngũ? Dạ, vào quân ngũ thôi. Vào quân ngũ mới có, là được mấy năm? Dạ, con được 1 năm rưỡi. Chia tay lâu chưa? Dạ, con chia tay chắc được 3 năm rồi. Lý do con chia tay vậy? Dạ, tại vì trong môi trường đặc thù nên con không quan tâm chăm sóc được, cho nên là mọi người mọi ngã. Con không có thời gian chăm sóc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Con nghe vậy con thấy sao? Dạ thì bình thường thì quân đội cũng hay không có thời gian. Tự bản thân mình cố gắng, cả hai bên cũng cố gắng thôi ạ. Khi mình xác định là mình đã yêu bộ đội là mình phải hiểu được cái điều đó, điều đó điều cơ bản đó. Dạ. Đó, không thể nào có những thời gian như người bình thường được đúng không? Dạ đúng. Vậy là con yên tâm, bạn hiểu rồi, bạn mới đến đây gặp con nè. Nha. Sao? Qua đây coi nhà gái tôi chứ sao? Trai tôi cũng đẹp trai lắm mà. Ủa tôi có chê đâu, tôi chê hồi nào vậy? Để đi coi đi ơi. Dạ cho chú. 22 tuổi đó. Trời, dễ thương quá. Con nói về tình yêu của mình cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì con cũng trải qua cũng một mối tình thôi ạ. Một mối, bao lâu? Dạ một năm. Một năm. Quen hồi năm 3 đại học ạ. Mối tình đầu ha? Dạ mối tình đầu. À vậy con còn trẻ quá mà. Chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay được 1 năm rồi. Năm rồi hả? Dạ. Rồi, bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Bạn đó phải cao hơn con xíu, tại con cũng hơi cao á. Con cao nhiêu? 1m65. Sao mấy con? Con 68. 68 cao hơn được 3 phần. Cũng có cao hơn. Rồi con thích đàn ông sao nữa? Vũ phu. Vũ phu? Dạ, gia trưởng nữa. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con, không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Không có ho, không có gì ho trên bình thường. Tao đáp ứng nhu cầu bình thường, không có gì ho trên á. Thằng trai tao có quyền tự tin điều đó. Ủa, tôi ho gì vui mừng được không? Ủa, mắc cười quá, vui mừng mà ho. Ủa, nhiều khi vui mừng sặc nước miếng cũng ho à, ngộ lắm. Lạ vậy trời. Ủa, chưa có cái cảm xúc đó ư? Thằng trai tôi dễ thương lắm, dễ cưng lắm á. Ừ. Con hình dung về cái mẫu bạn gái của con á, ở bên hàng rào bên đây nè, cái cô bạn này nè, cổ là người như thế nào? Dạ, theo con hình dung thì chắc bạn nữ bên kia là người cũng dễ thương, hoạt bát. Con thích người phụ nữ ốm hay mập? Dạ, mập. Vừa vừa dễ nhìn, dễ nhìn là được. Cận xíu được không? Con có cảm tình với người đeo kính cận. Wow, như vậy là điều ước của con sẽ thành hiện thực. Được rồi, tôi thấy đàn trai với đàn gái cũng ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho người thân gặp mà ý kiến đi ha. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với ba mẹ với gì ạ? Bạn à. Rồi, xin mời nhà gái. Chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Và chào bên nhà trai. Theo mẹ thấy thì cái cậu này cũng hiền. Mẹ thấy cũng được, ăn thua theo ý của con. Hai con cho nhau một cơ hội. Chừng nào mẹ cho con gái lấy chồng? Còn bao nhiêu năm nữa? Tùy thích rồi con à. Ví dụ năm sau được không? Được. Được hết, trời ơi. Tùy được con hết, mà, tùy con, con mà. Rồi, cảm ơn thằng gái. Em trai, em đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với thủ trưởng và mẹ và bạn. Rồi, xin mời thủ trưởng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Yêu thương. Tôi Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Tấn. Nói chung là hôm nay là đại diện cho chỉ huy đơn vị. Thì tôi thấy là rất là vui.
và đặc biệt là xin giới thiệu với gia đình gái và em gái ở đây là em Tấn, người rất dễ thương, quê là Đà Lạt, Lâm Đồng, và đặc biệt là bố của đồng chí Tấn là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Yeah. Và đồng chí Tấn là cũng là người rất là tốt, đặc biệt là 2 năm ra trường vừa rồi đồng chí Tấn là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và tôi nghĩ rằng á, là có một câu nói là bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc, sức điên cả người. Đấy. Chúc hai em là nhiều sức khỏe và đạt được theo cái mong muốn của mình. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng. Mời mẹ đi. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Yeah. Tôi tên là Hoàng Thị Phương Thảo, đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng, là mẹ của đồng chí Nguyễn Quốc Tấn. Cảm nhận ban đầu của tôi về bạn gái này thì bạn gái rất là xinh đẹp, thùy mị, thân thiện. Còn với bản thân tôi thì tôi tin vào duyên số, nếu mà hai con có duyên sẽ đến được với nhau. Và nhất là nếu là con á, mà có duyên với Tấn á, thì cô hy vọng là con sẽ là một người phụ nữ dũng cảm, này, bản lĩnh, này, kiên cường này, hơn cả đồng chí Tấn nữa. Vì làm vợ người lính phải cần những đức tính đó thì dạ, mới được á con. Là phải giống cô là dạ. Cô cũng là vợ của người lính ha. Đó, đó. Rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Chào bạn. Cái này anh coi chừng rớt. Cái này nó có dưới dạ có. Rồi, tặng cái gì đó Tấn? Dạ, con gửi đến bạn nữ món quà gặp mặt đầu tiên là một con gấu bông. Đến chương trình là rất muốn mong là lấy con gấu bông đó đổi lấy một gấu lớn hơn mang về. Còn món quà của con? Dạ, món quà của con là con tự tay thêu một chú bộ đội với lại một cô bé. Tuy là có hình trái tim ở giữa, có nghĩa là tuy mà xa nhau thì xa mặt nhưng mà không cách lòng mà. Dạ, mong là anh thích món quà đó. Rất thích. Dạ con. Rất đẹp. Rồi hai đứa trò chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào? Anh cảm thấy em là rất là dễ thương. Dạ. Và cách nói chuyện cũng như gặp mặt thì em thấy em là một người rất hoạt bát. Dạ. Và vui tính. Dạ. Rất thích chỗ này, nó có rung rinh. Chỗ này nó có rung rinh. Dạ, em có biết là trong quân đội thường thì sẽ không có thời gian nhiều. Em muốn hỏi anh là nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ dành thời gian em cho em như thế nào ấy? Như mình cũng nói rồi đó, mình là quân nhân, tình yêu mình dành cho nhiều nhất là yêu đất nước. Cho nên là ngoại trừ thời gian dành cho đất nước thì tất cả thời gian dành cho mình thương. Dạ. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí xưng bằng anh nha. Với lại em có một câu hỏi nữa là nếu mà hai đứa cưới nhau á, có một vấn đề mâu thuẫn xảy ra mà lỗi là do em, nhưng mà lúc đó thì kiểu như là em không nhận ra nên em cần thời gian để bình tĩnh, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Như anh thì thường ở nhà những vấn đề như vậy thường anh sẽ im lặng. Dạ. Không nói, đợi khi nào qua chuyện rồi xong rồi mới nhắc nhẹ, nhắc khéo sau. Dạ. Và anh cũng muốn hỏi em là nếu như mình có thể tiến với nhau thì khoảng mất thời gian bao lâu thì mình có thể đi tới thân nhân được? À, mẹ em cũng hối lắm rồi. Mẹ kêu là trong vòng 2-3 năm nữa không cưới thì mẹ cũng đuổi rồi. Quan điểm thế nào về chuyện hôn nhân gia đình, trao đổi với nhau cho nghe đi. Quan điểm về hôn nhân gia đình đó, thì đối với anh thì nhà là nơi bình yên để mình trở về sau những ngày công tác mệt mỏi, cũng như tiếp thêm năng lượng, cũng như là làm thăng hoa cuộc sống này hơn. Dạ. Đối với em thì là gia đình sau hôn nhân là nơi để chia sẻ, thông cảm, khi mình gặp khó khăn thì cần có người ở bên cạnh động viên, cũng như là chia sẻ những khó khăn. Rồi có chuyện ghen tuông thế nào? Dạ, em thì người khá ghen. Nhưng mà ghen thì em không có nói ra mà kiểu im lặng thôi à. Mỗi lần mà em im lặng xong rồi, khi mà em thấy đủ để thời gian để suy nghĩ thì em sẽ tự nói, tự làm hòa. Có anh cũng người cũng ghen nhiều lắm. Nghe là anh ghen, lúc đó là anh dễ xử lý cái người làm anh ghen. Rồi quan điểm về con cái sao? Kinh tế gia đình ai giữ? Con cái thì em muốn hai con, một trai một gái thôi à. À, anh à. Anh thì trai một gái gì cũng được. Dạ em tới đây thì con có bài hát muốn gửi tặng anh. Con tặng anh đi. Anh ơi. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi. Bao lâu ta chưa gặp nhau, em thấy nhớ anh điên đầu.
Vậy thì hãy qua nhà em nha, mình cùng trò chơi. Dạ hết, em quên lời. Dạ hết rồi. Trời, cô ơi, cô ơi, bạn nữ hát hay quá. Thầy con xin phép cô gửi bạn nữ một bài hát ạ. Đứng lên nắm tay bạn gái. Đúng rồi, phải mạnh dạn lên con. Đúng rồi, đó. Dạ. Sau đây anh xin gửi em một bài hát. Dạ anh rung quá vậy. Anh nói giờ nhắc gái mà gặp con gái là dùng lắm. Dạ. Có người yêu chưa? Sao mỗi lúc tan ca chẳng thấy ai đón đưa? Phải chăng là chưa tìm được người giống như em muốn chọn được? Người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hương. Mãi yêu cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ đổi rời. Kiếm tìm lâu nay tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say. Có đâu nào hay, ngoài kia đâu có ai sống như vậy. Dạ. Đúng là hát cho nhau nghe nè. Chính xác luôn. Có hai đứa nghe thôi, không ai nghe một cái gì luôn. Tôi đứng kế là tôi cũng không nghe luôn. Ráng nghe lắm luôn á. Con thấy trong lòng mình sao? Tới tim mình sao? Đập liên tục luôn. Liên tục luôn. Có bao giờ con hồi hộp như vậy chưa? À, chưa. Con bây giờ con có quân số mà con làm chỉ huy đó bao nhiêu rồi? Dạ con 30 người. 30 luôn hả? Dạ. Có bao giờ con rung trước 30 người đó không? Dạ không. Không hả? Vậy mà rung trước một con người một nhỏ người, bé này hả? Một người đó. Thì là được rồi đó ha. Thôi bây giờ thôi, mình để tay rút bấm đi. Dạ. Chuẩn bị. Hãy lắng nghe con tim của mình. Và sau 3 tiếng đếm, 1, 2, 3. Trời ơi, nó bấm mà bấm cái nút của người ta luôn vậy đó. Trời ơi. Chúc mừng. Hợp lý ghê nha. Hai đứa cưng ghê luôn nha. Hai bà mẹ đứng giao lưu gặp nhau cái đi. Rồi hai bà xui tương lai nào. Chị cứ yên tâm đi. Nếu mà hai bạn ấy có duyên với con em thì em sẽ yêu bạn ấy như con gái của mình. Vì em chỉ có một mình cháu Tấn là con thôi. Cháu còn nhỏ dại mà cũng chưa có đi học mà cũng chưa có rành rẽ gì mấy. Nhờ có hai đứa có duyên thì nhờ chị chỉ dạy giùm nhiều hơn. Em nghĩ là hai người ôm nhau. Hai bà mẹ ôm nhau cái đi nào. Ôm cái trời đất ơi. Hai bà xui cũng còn trẻ quá trời quá đất. Ừ, hai bà xui trẻ quá. Làm thủ tục đầu tiên đi Tấn. Rồi. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí hôn cô gái này cái hôm đầu tiên. Cái sự rung động nó xuất phát từ trái tim rất là rõ ràng. Chúc cho hai con hạnh phúc và thành công trong công việc. Chúng tôi gửi những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn cùng đi xem phim với nhau nha. Xem phim nha. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó.